Thưa quý vị, những trường hợp đặc biệt xảy ra đối với thí sinh trong quá trình thi lớp 10 tại Hà Nội năm 2021 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo nêu rõ và đưa ra hướng xử lý trong hướng dẫn công tác coi thi. Trường hợp thứ nhất là thí sinh đến muộn trong kỳ thi vào lớp 10. Nếu quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài, thì thí sinh sẽ không được dự thi buổi thi đó. Trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao hơn mức bình thường sẽ được bố trí dự thi tại phòng dự thi dự phòng. Trong buổi thi thì các thí sinh này phải được bộ phận y tế kiểm tra, xử lý nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Trường hợp thí sinh bị ốm trong khi đang thi vào lớp 10, cán bộ coi thi sẽ đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến y tế của điểm thi và lập biên bản xác nhận. Cán bộ coi thi sẽ thu đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp của thí sinh, bảo quản và nộp cho trường điểm thi sau buổi thi. Nếu trong suốt buổi thi do thí sinh ốm mà không làm được bài thi, thí sinh tự nguyện không nộp bài thi thì coi như vắng mặt. Trường hợp thí sinh đang dự thi, nếu có biểu hiện như ho, sốt, khó thở, cán bộ coi thi sẽ đề nghị cán bộ giám sát thi đưa thí sinh đến phòng cách ly, bộ phận y tế xử lý nghiệp vụ chuyên môn theo quy định. Trường hợp thí sinh có việc đột xuất đặc biệt xảy ra không thể tiếp tục thi được thì trưởng điểm thi sẽ lập biên bản.